Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, tam hợp là tín hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Ngọ trong lĩnh vực tình cảm. Trong mối quan hệ tình cảm, hãy không cần chia sẻ với một nửa để có được sự ủng hộ. Bạn cũng nên quan tâm hơn đến hành vi của mình, cách ứng xử rất quan trọng đấy. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao, cùng theo dõi lịch ngày tốt ngày sau đấy nhé. Tử vi tuổi Tý, tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2019, chính quan hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý theo đuổi sự nghiệp, là ngày để chạy đua vượt tới một vị trí quan trọng nào đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ hoàn toàn may mắn. Đừng chủ quan, khinh địch, có lẽ những kẻ có mặt đang cố tình làm cản trở bạn đấy. Theo lịch vận niên 2019, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2019 dương lịch, là ngày can bính. Ngày can bính thì không trị bệnh ở vai, do đó bạn mệnh nên tránh châm chích tác động lên vị trí này. Thổ thủy tương xung cho thấy hôm nay bạn hay mệt, thậm chí có người bị ốm, do đó đã đến lúc bạn nên quan tâm đến sức khỏe một chút, điều này có tác động đến công việc của bạn trong tương lai đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim có điều mang lại cho bạn niềm tin. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa hãy nói lời động viên. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ cố giữ tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc không nên ăn nói tùy tiện. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, hôm nay có tứ hình xung, con giáp tuổi Sửu đừng quá bận tâm đến những điều nhỏ nhặt khiến tâm trạng bạn có thể bị ảnh hưởng tới các mặt khác của cuộc sống nhé. Dù bất cứ tình huống nào, hãy cứ ngẩng cao đầu và thật tự tin. Thường quán nhắc nhở tuổi Sửu nên hành động khôn ngoan một chút, bạn hãy đảm bảo rằng những thử nghiệm của bạn không làm tổn thương đến người khác. Đây cũng là ngày mà bạn sẽ nhận được một vài thông điệp ý nghĩa liên quan nhiều đến tương lai của chính mình. Thổ khí vượng cho thấy bản mệnh không khỏe, tâm lý không ổn định cũng làm ảnh hưởng tới công việc trong ngày. Buổi chiều sẽ là thời gian cho việc vận động, tập luyện để cho tinh thần, thể chất khỏe khoắn hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim tránh kỳ vọng quá. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy chớ xem mình xuất sắc nhất. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa cân nhắc thái độ đúng mực. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ cố gắng duy trì tình cảm hài hòa. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc hãy biết nói không khi cần. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, thân. Tử vi tuổi Dần, tam hợp mang lại cho bạn các mối quan hệ tốt đẹp. Buổi chiều là thời gian cho việc gặp gỡ bạn bè, họ hàng, và nếu như người tuổi Dần đang độc thân thì đây là cơ hội để tìm kiếm được một người yêu thương. Đừng vội từ chối một buổi hẹn với ai đó đấy nhé. Thiên ấn cho thấy cách bạn yêu công việc sẽ mang lại cho con giáp tuổi Dần kết quả xứng đáng. Hãy tiếp tục hoàn thiện bản thân, xa rời những thói quen xấu và những thiếu sót bằng việc bổ sung kiến thức mới, tìm tòi và phát hiện hướng đi mới. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên con giáp tuổi Dần thường cảm thấy khó chịu, dễ nổi nóng. Hãy thay đổi tâm trạng bằng cách đi ra ngoài tập thể dục, đừng ở trong nhà quá lâu. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy hãy đề cao tính hiệu quả. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa kỳ vọng cao sẽ stress. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ có những việc cần phải cho qua. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc không nên oán trách ai cả. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim có niềm vui từ công việc. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dần. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, lục hợp hỗ trợ nên con giáp tuổi Mão cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện với ai đó, khi hai người tâm đầu ý hợp. Thậm chí, hai người còn có thể chia sẻ mọi chuyện vì cũng chung tư cách tư duy và đánh giá một vấn đề nào đó. Thiên ấn xuất hiện cho thấy đây thực sự là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp con giáp tuổi Mão. Nếu bạn đang tìm kiếm một thành công nào đó trên con đường sự nghiệp, hãy mạnh dạn, tự tin hơn nữa. Nhiều khả năng bạn sẽ kiếm được một vị trí tốt đấy. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn chớ bỏ qua việc quan trọng chính là chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Như thế bạn sẽ có một ngày mới hết sức tươi mới, tràn đầy năng lượng ở đây. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy quan hệ hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa công việc không có gì đáng lo. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ hãy bình thường hóa mọi vấn đề. Tử vi tuổi Tân Mão, tránh sinh đột. Tử vi tuổi Quý Mão, kim nên trân trọng sức khỏe. Con số may mắn
5. 7. Giờ Tốt, 9 giờ đến 11 giờ, mở sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, ngọ, tỵ. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hôm nay xuất hiện lục xùm nhắc nhở người tuổi Thìn nên suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó trước khi có sự lựa chọn hay quyết định tiếp theo của mình. Tuy nhiên, nếu chúng đòi hỏi quá nhiều thời gian tâm sức, tốt nhất là nên đặt chúng sang một thời điểm khác, còn bạn thì hãy dành năng lượng cho những công việc trong hiện tại thì hơn. May mắn được thực thần ghé thăm nên dù hôm nay còn giáp tuổi Thìn có đối mặt với những khó khăn thì bạn cũng sẽ có được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè thân thiết để giải quyết những phiền toái đó. Với những người đang độc thân, hôm nay là cơ hội tốt để có được sự quan tâm chú ý của một nhân vật đặc biệt. Thổ khí vượng khiến bạn bất an và có xu hướng muốn đi mua sắm. Thay vào việc mua gì đó, hãy dành buổi tối là thời gian cho gia đình, người thân, hãy lắng nghe chia sẻ của họ và gần gũi hơn với họ nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, đảm bảo tính an toàn trong mọi việc. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, chờ đánh giá bằng cảm quan. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, đừng làm quá vấn đề lên. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, không phải ai cũng hiểu bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, đừng cầu toàn quá. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, mở sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ Kiên mang tới chướng ngại khiến cho người tuổi Tỵ có thể vướng vào những tình huống khá rối rắm vào nào đó. Lời khuyên cho bạn ngày hôm nay chính là thận trọng hơn khi giao tiếp, tránh nói ra lời căng thẳng, ồn ào. Thổ hỏa tương sinh cho thấy các mối quan hệ của bạn đang duy trì ở mức tốt đẹp, những cặp đôi đang yêu rất hạnh phúc và bạn cũng rất hài lòng với gia đình của cô ấy. Trong ngày này, theo nhị thập bát tú, những việc nên làm đó là khởi công trong việc đều tốt, tốt nhất là nên xây nhà, cất nhà, cưới gà, chôn cất, chùa cửa, tháo nước, các vực thủy lợi hay đi thuyền. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, có kẻ nói xấu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, gia đình hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, cẩn thận tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, có việc không như ý. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, học cách buông bỏ. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Ngọ, theo lịch ngày tốt, tam hợp là tín hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Ngọ trong lĩnh vực tình cảm. Trong các mối quan hệ tình cảm, cũng cần phải chia sẻ với một nửa để có được sự ủng hộ. Bạn cũng nên quan tâm hơn đến hành vi của mình, cách ứng xử rất quan trọng. Kiếp tài tuy là một dấu hiệu không tốt, nhưng con giáp tuổi Ngọ hãy cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh nhất định khi giải quyết mọi công việc trong ngày hôm nay, hoặc khi đối diện với những tin đồn liên quan đến bản thân bạn nhé. Ngũ hành tứ sinh là điều kiện thuận lợi cho những ai muốn ra quyết định làm ăn trong thời gian này. Có vẻ như bạn không còn phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc như trước nữa. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, hãy chấp nhận sự thay đổi. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, điều gì cũng có thể xảy ra. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, tìm được người mình yêu. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, gặp điều không hay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, thấy được tương lai của một việc. Con số may mắn 9, 1, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem lịch vận niên 2019, hình hại đặc quyền ảnh hưởng tới sự liên kết và sự dây tình cảm của người tuổi Mùi. Nhắc nhở bản mệnh trong các mối quan hệ, bạn nên có sự thẳng thắn rõ ràng để tránh việc phải hy sinh những cảm xúc thực của mình theo mong muốn của đối phương. Thường quan dự báo cho con giáp tuổi Mùi sẽ có một ngày khá bận rộn liên quan đến việc giải quyết các rắc rối như hỏng hóc thiết bị, tương tác với mọi người không được tích cực. Thổ khí vượng cho thấy những tín hiệu không tốt về sức khỏe. Nếu cơ thể thường xuyên nóng, da dẻ có vấn đề thì bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình đi nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, đừng đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, lao tâm khổ tứ mới mong có của. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, không nên nóng vội. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, không quên rèn luyện thể lực. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, tình duyên không được như ý. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Thân, tử vi thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2019, tam hội là tín hiệu đáng mừng cho những người tuổi Thân muốn gia tăng tình cảm gia đình. Ngày từ lúc này, bạn có thể lên kế hoạch để cả nhà có buổi gặp gỡ ăn uống, nói chuyện phiếm và hỏi han về cuộc sống của nhau.
Thiên tài mang lại may mắn và đây cũng là ngày mà con giáp tuổi Thân có những trải nghiệm thú vị về tài chính, ví dụ như tìm kiếm một công việc mới hoặc việc làm thêm gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, hãy hết sức thận trọng trong mọi quyết định, chọn lựa của mình để tránh những sai lầm có thể gây hối tiếc. Nhờ ngũ hành tương sinh mà những khó khăn của bản mệnh đang lần lượt được giải quyết và nhờ đó bạn thấy hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, không có khúc mắc, lo lắng gì đáng ngại vào lúc này. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nhắc nhở bản thân phải kỷ luật. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, học tập những thói quen tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, trở nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, mọi phần thưởng không có là những ngẫu nhiên. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, có niềm vui tiền bạc, có số may mắn 4, 6 giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, mùi, thân. Tử vi tuổi Dậu, Dậu Tuất tương hại điềm báo cho người muốn hại người tuổi Dậu có thể vì lý do ghen ghét hay mâu thuẫn. Sự quan tâm đến hình tính an toàn thực sự quan trọng trong ngày hôm nay, đừng vội vàng hấp tấp cho mọi lời đề nghị kể cả liên quan đến chuyện tình cảm hay công việc. Chính tài mà lại tiền bạc, tài lộc để con giáp tuổi Dậu có thể chiều chuộng bản thân một chút với điều gì đó thật dễ chịu trong ngày hôm nay. Ví dụ như mua một món quà mà mình yêu thích, tặng thưởng cho những cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua. Thổ kim tương sinh mà lại nhiều điều kiện thuận lợi, hôm nay thích hợp với những sự kiện đơn thuần. Còn buổi chiều liên quan đến các cuộc gặp với một nhân vật nào đó mà bạn đã lâu không còn tương tác. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy tìm điểm tựa cho tinh thần. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tránh hành xử sáo rỗng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, có niềm vui tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, có những sự thật nên im lặng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hãy thuận theo tình hình mà xử lý. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày. Đây là một ngày hiệu quả của con giáp tuổi Tuất khi bạn có thực thân mang tới sự hỗ trợ cần thiết để có thể đạt được những thành quả giá trị. Tuy nhiên, với yếu tố sức khỏe, đây là ngày mà bạn cần cân nhắc cẩn thận những tín hiệu từ cơ thể mình. Thổ khí vượng cho thấy vấn đề bạn gặp chủ yếu do bạn suy nghĩ. Tuy nhiên, buổi chiều hứa hẹn diễn ra tốt đẹp khi những rắc rối về tài chính hay đời tư có thể được dẹp yên. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng Tây Bắc, phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim, do đó tài phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động đến tài thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, hãy giữ giới hạn nhất định. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, tránh đánh giá quan niệm sống. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, học cách độc lập trong tư duy và hành động. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, tìm sự cân bằng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, tránh nói xấu ai đó. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, Dần, Hợi. Tử vi tuổi Hợi, tử vi thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019, thiên quái nhắc nhở con giáp tuổi Hợi đừng đặt ra quá nhiều lần yêu cầu đòi hỏi cho những người xung quanh. Khiêm tốn và độc lập trong cách sống, cách hành động của mình thì tốt hơn. Tìm kiếm những điều tích cực trong các chi tiết, lựa chọn những đối tác phù hợp để kết giao, hợp tác là cách để bạn có một ngày hiệu quả thay vì chỉ cằn nhằn những chuyện không ưng ý. Thổ thủy tương xung cho thấy bản mệnh gặp vấn đề liên quan tới mối quan hệ hoặc tiền bạc. Thay vì cố gắng gặp gỡ nhiều người, bạn nên dành thời gian cho bản thân để ngồi lại nhìn nhận vấn đề của bản thân để tìm cách tháo gỡ. Theo hải tượng Lãn Ông, ngày 16 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Do đó, bạn mệnh nhớ tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, nói lời, hãy giữ lấy nơi. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tránh gây ảnh hưởng tới người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, đừng kỳ vọng quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, làm vừa sức mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, vất vả mới có được thành công. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.